Sau một thời gian sử dụng, máy tính của bạn có cảm giác chạy chậm, mọi thứ có vẻ không thanh thoát như ngày đầu mới mua. Quá trình khởi động máy ì ạch, mở các phần mềm ứng dụng hay trình duyệt web có cảm giác đơ như cây cơ, thật là mệt mỏi và bực dọc, trong khi công việc cần giải quyết đang hối thúc từng giây, từng giờ. Nguyên nhân của hiện tượng máy tính chạy chậm có thể do lỗi phần mềm hoặc phần cứng. Nào chúng ta hãy cùng bắt mạch và triển khai một số mẹo nhỏ cơ bản để khắc phục lỗi rùa bò cho Đầu máy tính tiên, của bạn bạn hãy nhé. gỡ bỏ các chương trình startup không cần thiết. Chương trình startup là sao nhỉ? Nói đơn giản thế này nhé, là khi bạn bấm nút nguồn mở máy, những chương trình này nó tự động khởi động cùng hệ điều hành của máy tính, làm cho máy tính của bạn khởi động chậm. Nói một cách tượng hình, có một người A và một người B cùng thể trạng sức khỏe rủ nhau leo núi. Người A thong dong đi một mình, còn người B phải cõng thêm đứa con. Và dĩ nhiên kết quả người A sẽ đặt chân lên đỉnh núi trước tiên là điều không thể bàn cãi. Vậy, làm sao để vô hiệu hóa các chương trình startup gây cản trở này, giúp cho việc máy tính của bạn được giải phóng không gian, tăng tốc độ cho Win hoạt động tốt hơn, khởi động mượt mà và nhanh chóng hơn? Đầu tiên, bạn phải nhập từ khóa msconfig vào thanh tìm kiếm trên thanh tác vụ, có biểu tượng kính lúp như tôi đang thực hành. Sau đó, Enter để gọi hộp thoại cấu hình hệ thống System Configuration xuất hiện. Tôi đang thao tác trên hệ điều hành Windows 10. Sau đó, bạn chọn tab Startup, bấm Open Task Manager để xem xét và vô hiệu hóa tất cả các ứng dụng không cần thiết bằng cách nhấp chuột phải, chọn Disable, có nghĩa là vô hiệu hóa. Ở đây, tôi vô hiệu hóa tất cả các ứng dụng không cần thiết, chỉ để lại ứng dụng gõ tiếng Việt UDK khởi động cùng hệ điều hành của máy tính. Mẹo thứ hai làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn, đó là chống phân mảnh ổ cứng. Phân mảnh ổ cứng là gì? Như thế này nhé các bạn, trong quá trình cài đặt, gỡ bỏ phần mềm hoặc trong quá trình ghi, lưu, xóa dữ liệu, tập tin, thậm chí là khi thay đổi kích thước thư mục hoặc tập tin của bạn, nó sẽ được ghi vào các cluster trống đầu tiên cho đến cluster trống cuối cùng của phân vùng ổ cứng. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn xóa đi càng nhiều tập tin thì phân vùng này sẽ tạo ra càng nhiều khoảng trống, hay nói cách khác là tạo ra nhiều sự phân mảnh, làm cho máy tính của bạn chạy chậm đi vì phải mất thời gian lâu hơn để tìm thấy dữ liệu tập tin đồng dạng cần thiết. Với nhiều người dùng thích thử nghiệm cài đặt gỡ bỏ phần mềm liên tục, nguy cơ ổ cứng bị phân mảnh khá cao do dữ liệu nằm rải rác khắp nơi trên đĩa cứng. Đầu đọc phải di chuyển khó khăn hơn để truy xuất đầy đủ dữ liệu cho tập tin đó, nên thời gian truy xuất chậm hơn, từ đó làm chậm tốc độ hệ thống, thậm chí có thể gây treo máy tạm thời đối với những hệ thống máy cũ kỹ có tốc độ xử lý chậm. Tối ưu hóa ổ cứng của bạn có thể giúp cho máy tính chạy ổn định hơn cũng như khởi động nhanh hơn. Sau đây là cách tối ưu hóa chống phân mảnh ổ cứng. Đầu tiên, bạn nhập từ khóa đi răng vào thanh tìm kiếm trên thanh tác vụ có biểu tượng kính lúp như tôi đang thực hành. Sau đó Enter để gọi hộp thoại tối ưu hóa ổ đĩa Optimize Write. Hộp thoại này xuất hiện, bạn chọn ổ đĩa muốn tối ưu hóa. Ở đây tôi chọn ổ đĩa C. Sau đó bấm Enter Write để chương trình phân tích và chạy chống phân mảnh ổ đĩa này. Thời gian chạy nhanh hay chậm phụ thuộc vào kích thước của ổ đĩa cứng và số lượng phân mảnh. Mẹo thứ ba làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn, đó là xóa dữ liệu trong bộ nhớ đệm. Bộ nhớ đệm trong ngành tin học gọi là cache, là bộ nhớ tạm thời chứa dữ liệu, các dữ liệu được nằm chờ yêu cầu từ ứng dụng hoặc phần cứng nhằm giúp việc tải dữ liệu trong các phiên làm việc sau được nhanh hơn. Dữ liệu được chứa trong các cache có thể là kết quả của tính toán trước đó hoặc là sự trùng lặp dữ liệu được lưu trữ ở một nơi khác. Có nhiều loại bộ nhớ đệm như bộ nhớ đệm CPU, bộ nhớ đệm đĩa, bộ nhớ đệm của vi xử lý đồ họa, bộ nhớ đệm chuyển đổi, bộ nhớ đệm web, vân vân. Chức năng chính của bộ nhớ đệm là làm tăng tốc độ xử lý, giúp thiết bị xử lý nhanh hơn và giảm số lượng dữ liệu được xử lý. Tuy nhiên, nếu bạn cứ để yên và không dọn dẹp nó trong một thời gian dài, dữ liệu trong bộ nhớ đệm sẽ góp phần làm cho ổ cứng của bạn nhanh chóng đầy lên. Do đó, nếu cần thiết, bạn nên thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ đệm để lấy lại không gian lưu trữ cho Win. Ở đây, chúng tôi hướng dẫn các bạn cách xóa các file trong thư mục Temp của Windows, là nơi chứa các file tạm. Các file này được các chương trình khác đã và đang sử dụng. Trong trường hợp bạn không thể xóa các file tạm này thì có nghĩa file đó đang được sử dụng bởi một chương trình khác chạy ngầm bên dưới background, chứ không phải là do virus như nhiều người vẫn thường hỏi. Để có thể xóa hoàn toàn các file tạm này thì bạn cần tắt hết các chương trình, ứng dụng đang chạy. Đầu tiên, bạn nhập cụm từ khóa %temp% vào thanh tìm kiếm trên thanh tác vụ có biểu tượng kính lúp như tôi đang thực hành. Sau đó Enter để gọi thư mục temp. Sau đó bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl A để chọn tất cả các tập tin trong thư mục này.
rồi bấm Delete để xóa chúng. Mẹo thứ tư làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn đó là dọn sạch thùng rác. Khi bạn xóa một tập tin, thư mục mà chỉ bấm Delete thì những gì bạn xóa vẫn còn lưu giữ trong thùng rác Recycle Bin. Việc để thùng rác chứa một lượng dữ liệu lớn cũng góp phần làm chậm hiệu suất hoạt động của máy tính. Do đây là một file thuộc hệ thống của Windows, nên khi máy tính hoạt động ít nhiều nó cũng tác động đến thùng rác. Và ngược lại, một thùng rác đầy cũng làm cho dung lượng ổ cứng bị quá tải. Do đó một thùng rác trống sẽ là một giải pháp tốt để máy tính của bạn chạy mượt mà hơn. Để xóa dữ liệu trong thùng rác, bạn mở thùng rác. Sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl A để chọn tất cả các tập tin trong thùng rác này. Rồi bấm Delete, tiếp đó chọn Z để đồng ý xóa chúng. Mẹo thứ 5 làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn đó là dọn dẹp màn hình desktop, thư mục download và xóa những file ảnh, video, tài liệu, phần mềm, ứng dụng không còn dùng đến. Theo thói quen trong khi làm việc, nhiều người thường lưu các tập tin dữ liệu ngay trên màn hình desktop để thuận tiện cho việc truy xuất sử dụng. Nhưng việc lưu giữ tài liệu như thế này lâu ngày sẽ làm rối rắm màn hình máy tính nhìn như ma trận và làm cho máy tính của bạn ngày càng chạy ì ạch hơn. Mặt khác, mọi file dữ liệu lưu trên desktop mặc định được lưu trong ổ đĩa C là ổ đĩa chứa hệ điều hành và cài đặt các phần mềm ứng dụng. Nếu máy tính bị lỗi thì nguy cơ mất dữ liệu của bạn là rất cao. Vậy nên hãy dọn dẹp desktop thường xuyên bằng cách xóa những file dữ liệu không cần thiết hoặc gom nó vào một thư mục để di chuyển lưu vào ổ đĩa D, E, F chẳng hạn. Việc làm đơn giản này sẽ giúp cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn. Đối với thư mục download cũng vậy, bạn nên dọn dẹp thường xuyên để làm cho máy tính của bạn không phải tốn một khoảng dung lượng nhất định để lưu giữ những file cả đời không dùng tới. Thư mục download là nơi lưu trữ các file ảnh, video, tài liệu, phần mềm được tải từ trên mạng xuống. Lâu ngày sẽ rất tốn dung lượng ổ cứng của bạn và làm cho máy tính của bạn chạy không được thanh thoát mượt mà. Ở đây tôi quyết định xóa tất cả file trong thư mục download vì những file này đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tương tự, bạn cũng nên truy xuất đến từng thư mục trong các ổ đĩa, sắp xếp chúng theo từng thư mục có chung chủ đề nội dung để lưu trữ cho khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm và xóa đi những file lỗi, những file không còn giá trị sử dụng để tăng cường tài nguyên trống cho ổ đĩa, giúp cho máy tính của bạn chạy nhẹ nhàng, chạy thanh thoát hơn. Xóa đi những phần mềm ứng dụng không còn dùng đến cũng là một giải pháp hiệu quả để máy tính của bạn chạy nhanh hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách truy xuất đến App and Feature để xóa một ứng dụng không dùng đến. Các thao tác hướng dẫn các bạn theo dõi trên màn hình. Clip 365 vừa giới thiệu đến các bạn 5 mẹo cơ bản để khắc phục máy tính bị chậm. Đây cũng là cách mà các bạn nên thường xuyên áp dụng để dọn dẹp máy tính của mình nhằm tăng tốc độ xử lý, tiết kiệm tài nguyên lưu trữ cho ổ cứng và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả. Chúc các bạn thành công! Các bạn nhớ ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh Clip 365 trên YouTube và chia sẻ video này nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo! We'll be right back.